Để tiếp theo liên tục qua bài nguyện trước bàn thờ cửu quyền. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại cửu quyền thất tôn, ngõ đáp ơn bao bồ sanh thành. Nay con quy Phật tu hành, cửu quyền thất tổ lòng thành chứng tri. Lời Phật dạy từ bi bác ai, và nhân từ quảng đại mở mang. Con giữ vẹn toàn, từ rày chẳng dám lăng loạn như xưa. Sao ơn đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng giữa cõi tử sanh. Nguyện đem công quả tu hành, cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài. Về Phật quốc ngài ngài an lạc, cả giống dòng giải thoát luân trầm. Rồi đem đạo pháp quyền thâm, độ trong sanh chúng hết lầm hết mê. Cả giảng vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần ảo hành gạt lường. Nguyện cầu chư Phật mười phương, niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến bài thức tỉnh một nữ tánh đồ ở Bạc Liêu. Nam mô A Di Đà Phật. Trót đã quy giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đuốc huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm sai. Đắm sai một phút còi lành sáng, sớm tịnh trì tâm trong quỳ ta. Dõi gót theo thầy nương Phật cành, vui dày xem hỏi hỏi long quang. Long quang tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành vì quỷ ma. Nếu mãi mê mang mồi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn đây hà. Lòng thầy chua xót ruột
thầy đau. Nghe được lời khuyên tình giới nào, kiếm quệ dứt xong rồi quả báo. Lo gì cửa Phật chẳng chen vào, cuộc trần ơi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhốt nhớ. Biết bao người vì nó phải bỡ vơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát. Sớm tỉnh ngộ lên đường dài, thoát lánh xa trường đổ bác chớ chen chân. Nếu là cơ mua tạo bán tầng, tháng trí cực nở lần khăn chẳng dứt, chi cho bằng quý thì khá làm y. Giờ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Để liên tục đến bài cho ông cò Tào Hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng dần theo, chúc ông toàn nhã dần leo qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ là ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sao nẻo khôn lằn bước ra. Rải tinh ngộ ấy hạ quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường, cầu tu cho đạt ngộ hương hồi gom trí huệ ma dương hài hùng. Làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân, giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoằng. Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, phá ngũ quân rứt lần tham ái, cõi sân si cũng phải tạo trừ. Đem về gia tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ từ sanh. Đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân, vào mắt phải
trì mà dẹp gai trong. Ngày nào đắc được lục tông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bài đời. Về cực lạc thanh thời an dường ấy là ngày ban thưởng công tu. Chúc cho đó dẹt mây mù, vững vàng bắt thôi công phu vuông tròn. Đến ngày biên càng non mòn, tư ân đã trả chẳng còn tội căn. Nay ông nhập từ làm tăng, trước sau tỷ khắc thiện căn dằn đồng. Lắng tai nghe được tin hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui. Nam Mô A Di Đà Phật.